Hello, chào mừng các bạn đến với góc công nghệ của sáng tạo mới. Này, ở cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn thiết lập cài đặt để thực hiện cho cái cấu hình RX570, card RX570 có thể đào được đồng Ravencoin. Vậy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem cái dàn đào Ravencoin của mình nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái card RX570 Red Revo 4GB RAM 5 bit 256. Với cái card này thì nó sẽ có 3 fan các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy không? Hiện tại nó đang chạy ở cái tốc độ 100%. Và ở đây thì hiện tại thì mình đã bố trí về cái mức độ tản nhiệt, thì ở cái cây này thì mình chỉ đào một cái card VGA thôi, và mình không hề sử dụng ép xung. Tất cả mình đều thiết lập ở chế độ tự động bình thường, tức là cắm cạc vào là chạy thôi, mình không phải là mốt BIOS gì cả. Và do cái dòng AMD khá nóng, và khi nó hoạt động ở cái mức độ cao nhất của cạc ấy thì cái nhiệt độ nó sẽ rất là cao, cho nên là mình đã thiết kế một cái quạt hỗ trợ bên ngoài này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Một cái quạt này là khoảng 35W và quạt với tốc độ cao nhất để giảm nhiệt, tức là lưu thông cái dòng nhiệt độ của cái cạc nó tỏa ra. Ở đây thì mình cũng có thiết kế ở bên trên là hai cái quạt hút gió ra ngoài, hút gió từ bên trong ra ngoài, đấy, hút gió từ trong này hút ra ngoài, rồi là quạt đằng sau nữa hút khí nóng từ bên trong hút ra ngoài, rồi một quạt với quạt hỗ trợ đẩy, hỗ trợ quạt cái VGA của mình. Còn mặt trước thì nó có ba cái quạt tản nhiệt nữa, để mình bật điện lên cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ok. Đấy, quạt hiện tại thì ở cái mức nhiệt độ, đây là cái phần mềm đào Ravencoin các bạn nhé. Hiện tại thì đang ở cái tốc độ là ở đây có thông số là 10 này, power 10 này, 10.28 MHz này. Cái tốc độ này nó sẽ dao động từ cái khoảng 8 MHz cho đến 10-18 đến 20, có lúc sẽ lên được 20 MHz. Thì trung bình thì một ngày mình, một trong 24 tiếng thì mình có thể đào được khoảng hơn 10 đồng Ravencoin với cái cạc RX570 này các bạn nhé. Đó. Đấy. Các bạn có thể xem các cái thông số với cái cạc Ravencoin này, thì chúng ta có thể sử dụng cạc 4GB để đào nhé, là có thể đào tốt rồi. Đấy. Hiện tại thì cái giá VGA đang lên rất là cao. Anh em trước khi hỏi giá mua VGA thì các anh em nhớ đóng bìm vào nhá. Khi mà sợ anh em mà nghe được cái giá của nó thì các anh em vãi đái ra quần đấy. Bình thường hiện tại thì card RX570 4GB mà bản đẹp mà vẫn còn bảo hành này ấy, thì là nó rơi vào khoảng 6 triệu các bạn nhé. 6 triệu đồng các bạn nhé. Còn RX bản 8GB thì nó rơi vào khoảng 10 triệu ở bản đẹp. Còn những cái bản nó xấu hơn thì nó sẽ rẻ hơn. Tùy vào cái hiện trạng cũng như là mẫu mã của card nó còn đẹp hay không. Đấy, bây giờ anh em có thể vào cái trang What to Mine này để anh em có thể xem những cái đồng Ravencoin này sẽ hỗ trợ bởi những cái thuật toán nào. Thì bình thường thì Ravencoin thì nó sẽ sử dụng cái thuật toán CoPower các bạn ạ. Thì đây mình sẽ chọn vào cái dòng card RX570 này. Đấy. Rồi anh em so lên đây thì hiện tại CoPower nó có tốc độ là 13 MHz đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy, 13 MHz CoPower thuật toán này. Rồi là ETH thì hiện tại thì do cái thuật toán nó rất là khó, cho nên là bắt buộc là phải có card từ 6GB trở lên thì mới đào được ETH các bạn nhé. Card ETH thì nó sẽ hỗ trợ cái thuật toán là ETH các bạn nhé. Nếu card 4GB thì chắc là sẽ đào rất không hiệu quả đâu. Đó, thì ở dưới này thì mình sẽ bấm vào tính toán đây để xem là đấy. Hiện tại thì cái card RX570 này nó sẽ phù hợp cho cái việc chúng ta sẽ đào Ravencoin các bạn nhé. Đây này. Đấy, đầu bảng Ravencoin. Rồi lãi của chúng ta sẽ một ngày sẽ được khoảng 1,45 đô các bạn nhé. Đấy, đấy là một con card. Còn nếu mà các bạn có nhiều card thì các bạn sẽ kết hợp chạy nhiều card một lúc, nó sẽ nhân 10 lên, ví dụ 8 lần nhân với 1 đô nhân với 8 card đấy. Thì đây là họ sẽ, cái trang Wattumai này nó sẽ tính toán cho các bạn lãi suất là một ngày các bạn có thể lãi được bao nhiêu tiền ở đây.
là khoảng 1,45 đô các bạn nhé. Đấy, tuy nhiên thì dưới cái dòng CAC RX 570 thì nó khá là nóng và các bạn biết đấy, thì đào coin thì nó sẽ làm rất là hại cho VGA. Đấy, cho nên là anh em nếu mà có thể là đào thử, hoặc là nếu mà chúng ta mà có thể là đầu tư thì có thể là đây cũng là một cái cách mà các bạn có thể đầu tư và chờ xem, biết đâu sau này đồng ETH nó sẽ không đào nữa, khi mà ETH 2.0 nó cập nhật thì ETH không đào nữa, người ta sẽ chuyển sang đồng Ravencoin, và lúc đó thì Ravencoin nó sẽ lên giá thì chắc chắn là nó sẽ có lợi nhuận cao hơn. Đấy là cái dự đoán của cá nhân của mình, biết đâu nó có thể là giảm giá, tuy nhiên là chúng ta có thể thử, đúng không? Đó thì đấy là cái cách mà chúng ta xem. Còn cái việc mà các bạn mà sử dụng dòng AMD, CAC AMD ấy, thì các bạn ở đây thì mình dùng cái phần mềm mà Team Rep Miner ấy, thì mình cũng đã có hướng dẫn đào bằng cái phần mềm, cài đặt bằng cái phần mềm này ở trong cái video trước rồi. Đấy, thì ở đây thì mình muốn cho anh em biết là một ngày thì cái CAC RX 570 mình đào là được khoảng hơn 10 đồng Ravencoin các bạn nhé, trong 24 giờ. Đấy, thì cái nhiệt độ thì ổn định là khi mình không bật quạt ấy, thì cái fan này nó phải lên đến 70% cái tốc độ quạt sử dụng, nhưng mà khi mà mình hỗ trợ bằng cái quạt này, hỗ trợ bằng cái quạt tròn ở ngoài này, thì cái nhiệt độ vẫn là 75 độ C, nhưng mà cái fan thì nó sẽ hoạt động ít hơn, thì tại mình nghĩ là nó sẽ hạn chế được cái tiêu hao của cái VGA đi, tức là nó sẽ hỗ trợ cái cạc này nó đỡ phải làm việc nhiều hơn về cái phần fan quạt các bạn, 3 fan nhé các bạn nhé. Đó. Đấy. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ về cái mức thu nhập của cái CAC AMD. Một số bạn thì có thể sử dụng các cái phần mềm đây này, phần mềm Afterburner này. Afterburner này để thiết lập ấy, tức là thiết lập ép xung nó lên, tức là ép xung cho cái VGA của chúng ta nó hoạt động mạnh hơn chẳng hạn đấy, để cho nó đạt hiệu quả cao hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái này thì mình cũng chưa tìm hiểu rõ. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình sử dụng những cái ép xung này lên cho cạc lên ấy, thì nó sẽ rất là hại cho cạc, thế nên là mình cũng chưa dám thử. Đấy, nếu mà anh em mà biết hiểu biết về cái cách ép xung cho cái quạt này như thế nào mà để cho nó hiệu quả tốt nhất và nó không bị tác hại ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như tuổi thọ của cạc, thì anh em nhớ chia sẻ nhé. Đấy, vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn về cái cấu hình phần cứng của mình để đào đồng Ravencoin, rồi là cách chúng ta tính toán làm sao cho cái lợi nhuận, để chúng ta biết được là khi chúng ta đào là lợi nhuận như thế nào. Đấy, đây cái cạc của mình thì mình đánh ở đây, nó có cái tên cạc này sẽ ra các cái đây là các cái thuật toán mà mỗi cái đồng coin nó sẽ tương ứng. Ví dụ như là đồng ETH hiện nay là rất nhiều đào ấy, nó là thuật toán tên là ETH. Còn cái đồng Ravencoin ấy thì là nó là Compound, thuật toán Compound đây. Đấy. Rồi trong quá trình mình đào ấy thì nó cũng khá là nhiều điện, con RX 570 này nó phải rơi đến 160W điện các bạn nhé. Đấy, như vậy là đào cũng khá là tốn điện. Đấy, tuy nhiên là hiện tại thì nó vẫn có lợi nhuận các bạn nhé. Đây này, khi mà chúng ta đưa cái tên cạc của mình vào đây ấy, thì ở đây họ cái trang Watumai họ sẽ đề xuất cho chúng ta là cái cạc này có thể đào được cái đồng nào là tốt nhất. Đấy, cái nào nó hiện lên tên đầu tiên thì nó sẽ là ưu tiên nhất để chúng ta đào. Đấy, vậy thì cái cạc của mình RX 570 4G này thì sẽ tốt nhất là đào Ravencoin. Còn cái NiceSAP này, NiceSAP chính là một cái công cụ đào đó các bạn, công cụ đào. Tức là NiceSAP này nó sẽ đào một cái đồng mà tối ưu cho cái cạc của mình ấy. Ví dụ như RX 570 nó sẽ đào một cái đồng nào khác đó, xong nó sẽ tự động lựa chọn cho xem là trong cái thuật toán của VGA nó hỗ trợ tốt nhất ấy, thì nó sẽ đào cái thuật toán của cái đồng coin đó, và nó sẽ tự động nó sẽ chuyển đổi sang cái đồng BTC, tức là đồng Bitcoin ấy. Đấy, và trong cái quá trình nó chuyển đổi sang nó sẽ thu một khoản phí. Vì vậy là cái phần mềm NiceSAP này nó sẽ chuyên đào coin, tức là đào coin xong là nó sẽ tự động chuyển sang sang tiền
Bitcoin để chuyển về ví cho các bạn đó. Còn cái đồng này thì mình cũng chưa tìm hiểu nhiều. Đấy. Đấy, và vừa rồi mình cũng đã chia sẻ cho các bạn là một số các cái thông tin về phần cứng và cũng như là cái quá trình mà một ngày một cạc VGA RX 570 4GB đấy, RAM 5GB 256 thì sẽ đạt được bao nhiêu. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái thông số của cái VGA này. Đây các bạn có thể xem ở đây thông số VGA ở đây. Đấy, hiện tại thì theo đánh giá ấy, thì những cái RAM đây là cái thông số của mình nhá. Những cái RAM mà theo đánh giá ta của mọi người đào ấy thì là cái RAM này, RAM của Samsung với Micro ấy thì là sẽ cho hiệu quả đào Bitcoin tốt nhất các bạn nhé. Còn những cái RAM của hãng khác ngoài hai hãng mình vừa nêu ấy, thì là nó sẽ không hiệu quả bằng hai cái hãng RAM này, Samsung và Micro nhé. Hiện tại em cạc của mình là đang dùng RAM Samsung các bạn nhé. Đây là tên cạc này, RX570 này, rồi là của hãng PowerColor Red Revo này, rồi là 256 bit này. Đấy, 4GB này. Giờ các bạn thấy đây. Đó. Đấy, cái RAM của nó đây này. RAM bây giờ quan trọng, nhiều người nó sẽ được giá hơn nhé. Nếu mà mua cạc để về các bạn cào đào coi ấy, thì là nên sử dụng cái RAM nó của hãng Samsung và Micro. Thì mọi người ta đánh giá là hai cái RAM này nó cho hiệu năng đào cao coi tốt nhất. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình rồi. Nhớ đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.